chày à? Sao đây? Bia 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 ngâm ở đấy anh ạ. Ngâm nhưng không thấy dây của nó nữa. À dây nó chìm. Chìm à? Giờ tôi với anh Tiến sẽ đi cái thuyền bé này nhá anh nhá. Đi thuyền bé nó nhanh là một, với hai là tiếng kêu nó bé. Thuyền này đi nhanh hơn. Thuyền bé nó gọn lướt nhanh hơn. Hai anh em tôi đi đánh cá ba sản. Trâu, đàn trâu đang tắm à, có tất cả bao nhiêu con trâu hả anh Tiến? Hả? Nhà anh có bao nhiêu con trâu hả? Ờ. Nuôi bây giờ bao nhiêu con trâu ấy? Hả? 6 con. Con 6 thì nó không bị loạn này. À, đây đây có 5 con, còn một con đực to nữa. Đây là đàn trâu nhà anh Tiến nha anh em. Trong này là nuôi trâu, lợn, gà. Đấy, ngan ngỗng. Đang đi bắt cá để quên cái bình. Thế là phải chạy về. Lại phải chạy quay lại anh em ạ. Bực thật đấy. Nước nó bắn lên mát lắm anh ạ. À, tôi ngồi ngay cạnh nước nó rẽ này mà. Mát cực luôn. Quay lại. Quay lại thuyền này. Lấy cái bình. Bình để thắp điện nha anh em. Đấy, bình để thắp điện, thắp thắp điện thắp điện để cá đêm nó vào mình vào vó mình cất. Bị quên cái bình này anh em ơi. Đã đi rồi quên cái bình phải quay lại. Cái bình này để thắp bóng điện anh em nhé. Thắp bóng điện này sáng cả một đêm luôn. Thì cá nó sẽ vào nó ăn. Và buổi sáng là mình sẽ. Nhưng mà buổi sáng là mình đi đến thì mình đi cái thuyền này đến sợ nó kêu thì con cá nó ấy không anh? Không. Nó chạy không? Nó không chạy đâu. À. Nó lao vào thì à. Nó cứ xoay tròn đấy. Nó cứ xoay tròn ở trong đấy. Nó cứ xoay tròn đấy. À, nó cứ xoay tròn quanh bóng điện ấy. Rồi, quanh bóng điện ấy. À. Thì cả cá gì cũng thế, nó cứ xoay tròn như vậy hết. À. Là con mồi vào cái bóng điện nó sáng sáng này, con mồi ban đêm ấy. Mình có phải cho cái mồi gì nữa không? Không, cho cái gì cả. Cho mỗi bóng điện thôi. Mỗi bóng điện. Vâng. Thế mình đến nó có nhìn rõ nó không? Nó bay. Có, thoải mái. À. Mình vào gần gần thoải mái, xem cách 3-4 mét xem thoải mái. À. Nó cứ xoay tròn. À. Cả làn ấy li teo loạn. Xoay đèn pin được. Thôi đèn pin thoải mái. Ừ. Thế tối nay khoảng bằng mấy giờ anh em mình đi nhỉ? Cứ 4 giờ 4 rưỡi. 4 giờ 4 rưỡi đi. Nếu hai cái thì phải 4 giờ đi. Ừ. Một cái thì hôm nay có một cái thôi đúng không? Một cái. Một cái thì cứ gọi là 4 rưỡi đi. 4 rưỡi là mình đi cỡ khoảng 50 phút thế thôi. Vâng. Nó sáng rồi, thế là vừa. Vâng. Nó lại sáng thì nó lại ra hết. Vâng. Không kịp thời thì 5 rưỡi thì nó tan hết. Trời rồi. Sáng nó lại bỏ đi hết. Bỏ hết. À thế. Nó lại thế, nó bị nó thấy cái bó ấy. À. Nó sợ. Vâng. Ui, hồi trước thì các anh làm cái này khoảng 5 năm ấy. Ừ. Mỗi cái bó là được hai cái xốp to kìa. Được hai thùng xốp. Hai thùng xốp. Không biết bao nhiêu, có lúc thì khoảng 70 cân cơ. Ừ. Một cái đấy. Ừ, một cái vó được 70 cân cá. 70 cân tổng hợp cá. Ui, trước thì cá sảm này bán 20.000 không ai lấy. Ừ. Toàn cá chép này cá. Giờ thì đắt, giờ nó là đặc sản đấy. Đại, đặc sản lại không có. Ừ. Lúc nên giờ này ít rồi. Ít lắm.
mì vắt nhiều quá. Vâng. Nhưng mà cá mà cái vỏ mới thì không bắt được nhiều. Vâng. Bởi vì là nó trắng. Nó trắng, ừ, nó thấy trắng. Mà. Còn cái vỏ mà cũ cũng khoảng 1 tuần, 2 tuần mình làm đi nhỉ? Vâng. Thì là nó sẽ bắt được nhiều hơn. Bắt đầu nhiều. Ví dụ là thả khoảng sâu nó khoảng 2 mét thôi. Vâng. Sâu quá nó cũng không được. À. Đấy. Nó mắc cây nọ cây kia nó còn khó lắm. Vâng. Cái quy định của nó là 2 mét ngâm vào nước ấy. Vâng, vâng. Ôi, chạy cho nhanh anh ạ. Thì còn về còn chế biến. Đi nhá. Đi tốc độ à? Con trâu nó tự về à anh? Hả? Trâu nó tự về à? Ừ. Trâu nó về trong khe này à? Ừ. À. Đây ok. Sáng ngày mai 4:30 5 giờ sáng là sẽ ra cái mỏm này để cất cá. Đó, nó là như thế. Cất cá ba sản, các loại cá nó sẽ theo bóng điện để nó vào. Cái thuyền này thì thôi bé lắm anh em nhé. Nó chỉ rộng chỗ rộng nhất khoảng 1 mét. Tí trồng chảnh. Đây anh em ơi. Anh em nhìn thấy gì chưa? Chỗ này là sẽ là chỗ treo bóng điện và để đánh cá ba sản và các loại cá của vùng thủy điện này. Đây là cái chỗ đánh bắt cá của nhà anh Tiến. Cái này là một vó thôi nhá. Đấy, treo bóng điện ở đây để đánh bắt cá. Cái nán trên là cũng của mình hả anh? Cái nhỏ nhỏ này. Của anh em. Của anh em à? Nhưng mà cái vó này là vó nhà anh đúng không? Đấy, cái vó mới. À, vó mới. Vó mới hôm nọ mua đấy nhỉ? Đấy, đúng rồi. Đấy, đây là sẽ kéo đánh bắt cái kéo ở đây. Lúc đánh mình có đi ra được kia mình xem không? Lúc đấy mình kia. Cất vẫn xem được à? Xem được. Đây, cái chỗ này. Đây là cái tời anh em này. Tời. Cái tời. Đấy, thiết kế một cái tời. Anh cân bằng để em lên nhá. Đấy. Đây là cái tời. Cái tời này để tời. Anh em ạ. Đấy. Ua. Đây anh lên đi. Phải buộc cái này vào đây nữa chứ. Vâng. Buộc chắc vào. Tí nó nhảy đi. Buộc chắc vào đây. Vó rộng ấy. Được bao nhiêu? 20 mét vuông ấy nhỉ? À 12 thôi. À 12 mét. 12 nhân 12. 12 nhân 12, hơn 100 mét vuông ấy. Hơn 100 mét vuông. À. Đây cái tời anh em ơi. Cái tời này để kéo và dây cao này. Đấy. Đứng kia kéo. Đây là cái sàn ra. Tối nắp bóng điện ở đây. Sáng mai ra đánh anh em ạ. Tôi cũng phải đánh quả liều cái đi đường này xa đây đi. Đó. Đi thoải mái gì anh? Buộc chặt. Khẩn cấp quá.
đây nhá, để đánh chỗ đánh cá ba sảm này anh nhá. À, lưới đây. Ở cái lưới này nó không chìm xuống à anh? Không, tí mình vứt vào một hòn lá khoảng 1-2 cân giữa. Vâng. Đấy, kéo lên xem nhá. À, anh kéo lên thử cho em xem nào. Anh kéo thử cho xem nhá. Vâng, đấy, kéo lên này. Đấy. Thế là cá ở trong đấy hết rồi. Cá ở trong này hết. Qua mặt nước này thôi, xong là mình kéo ở đây, mình kéo vào mình bắt à? À lên nữa đúng không? Vâng. Lên khoảng 1 mét. Cái lưới này hôm nọ anh mua hết bao tiền? Đấy. Vâng. Đây là làm kiểu mình chưa cân đối hết được. Chưa cân đối, chưa ngon đúng không? Chưa ngon. Đấy. Đấy, kéo. Đây là bừa tầm của nó này. Đấy. Thế là vào. Thế là vào bắt. Vào bắt thôi, một mình cũng được, hai người dễ hơn. Vâng. Đây, có cái dây là kéo mình xuôi bong. Thế là cứ kéo vào cá nó dồn vào đấy. À vâng. Thôi, nắp bóng điện. Vườn đấy là bắt đầu tóm hết. Cái mấy cái can này để làm gì anh? Để cho nó cho nó nổi đấy, cá nó không nhảy qua đường bên kia đấy. À vâng. Hai can này. Hai cái can đấy. Đấy. Phải cái này phải làm toàn rất nhiều, chặt rất nhiều cây vầu. Rất nhiều, hàng trăm cây. Hơn trăm cây vầu đấy. Để đánh mất cá. Cuộc sống từ khi di vén cuộc sống ở ven dòng thủy điện của bản Chát thì cuộc sống của đồng bào nơi đây là lại chuyển đổi về việc đánh bắt cá. Anh em nhá. Bây giờ thắp bóng điện ở đâu anh? Chưa làm chỗ vị trí được, có lẽ vị trí nó ở bên cạnh thôi, nhưng bây giờ đang đặt ở giữa. Vâng. Đây giờ đặt như nào anh đặt đi. Phải bơi à? Không. Đây là cái bình. Bình. Đặt ở đây anh. Đặt đây. Phải có cái dây buộc của nó, vâng. Không có nó rơi đi. Khó buộc lắm. Bình này thắp suốt đêm. Suốt đêm. Vâng. Được 4 hôm hoặc 5 hôm. 4 hôm, 5 hôm cả. Đấy, một cái bình nhỏ này thôi. Vâng. Nhưng phải sạc đầy đủ của nó. Vâng. Đây, cá này, chỉ thế rồi. Vâng. Đây, cá này. Cá. Đây, à, cá ba sảm à? Cá ba sảm đây. Ồ, tí mà có chỗ này vang về ăn được rồi. Đấy, đúng rồi, đây. Ui. Ngon nhờ? Ngon, đây. Đấy, có con chết. Có con chết, mình cứ chọn đấy thôi. Vâng, chọn đấy con nào giống nào. Đây là cá ba sảm nha anh nhé. Ba sảm. Ừ. Ô, từ nãy giờ em không nhìn thấy. Anh bảo cá chết em cứ từng nhìn lên trên này. Đúng rồi. Ừ, cá ba sảm đây anh em. Đúng rồi. Tí nữa anh em tôi mang cái này về ăn. Đúng rồi, chú cầm. Đấy. Ê. Ừ, nặng. Cá rô, tổng hợp đấy hết. Cá rô, rất nhiều loại cá. Ừ. Con nào nó chui lên trên đầu này nó mới chết anh này. Đúng rồi. Cá này nó chỉ to bằng ngón tay thôi anh em nhé. Nhưng mà nó là một loại cá đặc sản. Cá đặc sản. Có loại to hơn một tí. Ừ, đúng rồi. Đấy, này mấy con nó chui lên trên là chết. Đây là loại cá đặc sản, ba sảm. Ba sảm. Ừ, ba sảm. Đây, cho cây như này này. À, quay à, cây. Trực tiếp đi. Cây này là cây cây vòng. Cây nứa. Cây nứa. Trên này thắp bóng điện anh em ạ. Đấy, thế là cho vào nhà này. Chỉ cần một bóng à? Một bóng thế thôi. À. Thế thôi. Này thôi. Thế là cứ tháp vào là không cần mồi cái gì cả. Không cần mồi gì. Vâng. Xong cho cục đá để cho nó cái võng này nó xuống, cái vó này nó chìm xuống. Ờ, bắt đầu chìm xuống khoảng 1,5 mét, 2 mét. Xong thắp suốt đêm, sáng mai ra đánh sớm. Kệ thôi. Anh em nhá, sáng mai anh em tôi sẽ tiếp tục ra đây để đánh xem là đánh được bao nhiêu. Đúng rồi. Ngày trước thì được rất nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì nhiều bà con đánh quá cho nên là cũng quá nhiều. Cũng không được còn nhiều lắm. Nhưng mà nếu nhiều bà con đánh thì số lượng thì cũng được nhiều đấy. Mỗi một ngày mà đánh mắt này này tất cả thu mua và bà con nơi đây thì cũng phải được tạ anh nhỉ. Thì sẽ mình sẽ sấy để phục vụ cho bà con. Sấy khô lên. Sấy hoặc là mình rán. Sấy qua nửa hoặc rán, sấy vâng, cho cái sàng, hôm nào làm cái sàng sắt để sấy. Ờ đúng rồi.
Mổ xong là ướp gia vị đặt trên sàng sấy, sấy bằng than củi thôi. Ăn củi mình ngồi ôi Vâng, nhiều. và than củi thoải mái trong rừng này. Trong rừng nhiệt rất nhiều. Cũng dễ nhỉ. Dễ rồi mà. Nhưng mà làm mà vứt thêm cục đá, cục gạch gì vào không? Không, thế đâu. Tí nó có bốn cánh của nó nữa đây, bốn À, cạnh đây. bốn cạnh nữa nó chìm xuống nữa đúng Đấy, có cái cục lá hết mà. không? À. Để đầu tư một cái vó này hết khoảng độ mấy triệu anh? Riêng cái vỏ này cũng rẻ thôi mà, không Công tính ấy ra nhờ, tiền công làm tiền được. công cắt cắt cây này, chặt cây này này, Chặt cây để cái làm. cây bầu này nó rơi vào gần 200 cây, À. tính ra mỗi Đây này anh cây em. này cũng khoảng 5.000 đấy, Đây xem đồng hồ bây giờ nó là 6 5 năm giờ. giờ 15 5 giờ 15 phút. Thứ bảy. Hôm nay cũng buổi thứ bảy chúng tôi đi chơi vào thăm anh Tiến Nán Nương, tiện thể là đi xem cách đánh bắt cá này, sau đấy là đây nó thế đấy thôi. đấy sáng đấy, tối bây giờ nó chưa sáng đâu, Đúng rồi, đêm nó mới sáng choắt lên. Đấu vào bình này, bây cái giờ cứ này có thắp lên lẽ thôi, là phải có kẹp của nó, kẹp sợ nó tuột ra thôi nhỉ. Anh buộc nó chắc vào để nhỡ mai để không ừ, có cá ăn đâu. đúng thật đấy, không chắc thì nó hơi tuột mà cái này Và không nhưng tí mà phải phải đậy túi bóng không là nó đấy. mưa. Ừ, lấy cái túi bóng này buộc buộc thêm vào À, sau mình phải làm chắc chắn. đấy, buộc kiểu này vào, Mưa có việc gì không? không cũng phải che, nếu lúc mưa nhiều quá nó cũng chụp cái bình này vào nhau đấy, Vâng. nó chạy hai cái nút này, Vâng. nó có âm dương lên mà Vâng, chập. nó vẫn chập nhưng vẫn cháy, nhưng nó hết nhanh quá, cháy bình thường nhưng nó giảm đi một đêm đấy, Vâng. nó dính mưa ấy. Nước rất trong các anh em ạ. Rất Đây. tròn, cứ cứ như này là cả năm Cả chả năm thấy luôn. lục cơ. Không thấy đục tí nào. Nước trong thật. Đấy, bây giờ là thắp xong nhá. Thắp xong Anh rồi. em tôi lại về đó, bây giờ chỉ có về đó à, thả xuống đúng không? Đi bắt đầu thả xuống thôi. Thả xuống xong là sáng mai ra bắt. Còn chỗ này là về, bây giờ là quánh chén đêm nay anh em ạ. Nó nhảy. Kêu Một đêm được cái này một cái rồi, nhưng nó còn sau này tuần nữa nó còn được gấp lôi gấp hai nữa. Cái vó mới quá. Cái vó mới thì không được nhiều anh em ạ. Vó phải cũ cơ. Vó mới nó sáng. Cũ quá cũng không được. Mà mới quá cũng không được anh em ạ. Tí nữa cái này cho lên thuyền luôn hay là mình ấy anh? Cho lên thuyền luôn à? Chết hết rồi mà, chết nhanh lắm. Loại này chết nhanh anh ạ. Chết Đúng rất nhanh. không? Đây cá này. Khoảng 30 phút thì đi hết rồi, không đến 5 phút rồi. Đúng rồi. 5 phút đã chết hết rồi. Đấy, về tí chọn lọc ra xong là mình mổ xong là ướp với gia vị rán. Bây giờ sẽ thả anh em ơi. Thả dần này. Thả dần. Đấy, thả cho nó xuống. Hôm nào làm cái này ngon vào. Vâng, đuôi lại. Vì nếu nó dây này dài hơn một tí rồi, nuôi lại ra khoảng 50 phân nữa thế là vừa. Ồ, thế thì em phải bước qua cái này. Bước đi. Rồi. Được đấy. Đấy, Từ từ xuống mà. thả vó xuống. Thả vó xuống rồi. Em sợ là mấy củ gạch kia nó không đủ nặng để nó cho chìm hẳn ấy. Đây. Không cho chìm hẳn à? Không. Cái này nó không đi mà. À. Nó mắc, mình cần kéo về đi chỉnh. À. Cái nào mắc mình phải đi chỉnh lại hết. À. À, cả bốn góc cơ. Cả bốn góc chỉnh hết đúng không? Hết, nếu nó không xuống này, nếu nó xuống là đều đều là xuống. Nếu mà nó nặng thì nó tự kéo được đấy. Sau này là cái vó này nó có vụn là nặng nặng thì nó khác chìm, Vâng. tùy nó khác chìm thôi. Vâng. Đây Chỉ sợ ngã không đây anh em ạ. Cầm điện thoại đúng thật đấy, máy ảnh là sợ ngã lắm. Không dám di chuyển đâu. Đấy. 2 mét đấy, Cho 2 mét, cho nó hết dây là 2 mét đúng không? 2 mét lo rồi, Các góc đều đều thế. đều đều thế hết, Vâng. kéo lên nó cũng cân bằng hết cả Vâng. bốn góc.
Mình đo hết kéo rồi. qua mặt nước 1 mét cá vẫn nhảy qua được. À. Đấy, riêng cái Qua. sảm này là nhảy cao nhất này. Ừ. Qua một 1 mét mặt nước mà vẫn nhảy qua được. Vẫn nhảy qua được. Thế mình cứ cho nó cao lên 1,5 mét. Mét rưỡi. Anh chỉnh các góc đi. Nó đều đều thì kệ thôi mà. Cầm điện thoại ở đây không có cái gì bảo vệ cả. À, mặc dù điện thoại cũng chống nước đây nhưng mà rơi xuống đây thì không thể vào nào tìm được. Nước sâu lắm. Sâu. Chỗ giữa nó hơn 200 mét. Chỗ giữa hơn 200 mét à? Kinh Giữa nhỉ. hơn 200 mét lúc Nếu cạn mà ấy. khu đập thì chắc phải sâu nữa nhỉ. Khu lợp, ôi rồi. Hơn 400 mét cơ mà. Kinh Khu thế. lợp đấy. Hơn 400 mét. 460 gì đấy. Không nhớ nhớ xem cái cột cột mốc của nó này. 460 mét. Đấy. À, đây không có cột mốc à? Không có cột mốc. Cũng lưu lưu giữ ở chỗ cột mốc của nó thôi. Cột mốc họ đo từ dưới đáy nha anh em. Đo lên trên những cái chân đồi này. Nước dâng đến bao nhiêu người ta biết được bao nhiêu mét. Đúng rồi. Khu vực này là cũng phải hơn 100 mét. À hơn 200 mét. Hơn 200 Ở mét. dưới là dưới 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 ngoài giữa giữa kìa. Giữa giữa thôi. Đó. Nói chung là đi ở đây chỉ dám đi đi ven bờ thôi. Thuyền bé không dám đi giữa. Sâu lắm. Sầu lắm. Ghê. Ôi nhà kia nó tự chìm nữa. Hay phải giật xuống. Đây cái bên này Đây. chưa. Dây nó hết rồi. Bên kia chưa xuống hết đâu. Đây nó trùng lên đây. Trùng trùng tí thôi. Cho nó xuống đi. Để mai còn được nhiều cá anh. Sau này mình thêm cây vào cho nó vó to ra là mình đi lại nó dễ. Vâng. Mình làm cấp tốc quá. Thế là Cấp tốc thì cái bó cây của nó là nó nhỏ đấy. trước anh có thêm vó nữa ở chỗ cái nán cơ mà. Định làm cái nữa nhưng là chưa được làm. Hôm nào cứ chặt vầu về trước đi còn vó bọn em mua cho. Mua cái tầm này rồi nó nhẹ. Xe nó to 16 mét cơ mà. Hay. 6 mét vuông lấy. Chơi cái to cho được nhiều cá. Không, chính thế thôi. Vì nó có vụn là bám nhiều quá. Kéo rất khó. Thắp một bóng có đủ không hay là phải thắp nhiều bóng? Cũng một bóng như này thôi. Cái nào người ta cũng thắp một bóng nè. Cứ thế thôi. Ở ngoài kia em thấy họ thắp hàng gian. Tức là nhiều nhà đánh thì mỗi vó này cũng chỉ cần một cái thôi nhưng mà nó xếp các vó này liên tiếp nhau nhiều lắm. Chỗ nào? Chỗ ngoài đầu bản này. À, cái kia nó chen nhau là bao nhiêu cái bó ở đấy? Nhiều vó. Ở đâu này một mình chơi. Mình khác mình cái kia nó kiểu là hàng Kiểu kia là vài chục. nó gần nhà. Gần nhà vài chục. Nó cũng được ít lắm. Có lúc cần, chưa được cần. Nó hết cá rồi đấy. Cái đấy Nhiều chắc vó kiểu quá. cái kiểu cũng để ăn thôi. Thì ăn thôi còn còn bán thì ít lắm. Muốn để bán thì phải đi xa này, một mình đánh. Đầu tư nữa. Đấy. Mai là bắt đầu đi kéo. Mai anh em tôi đi kéo nhá, anh em. Anh em theo dõi em mai hai anh em tôi sáng sáng sớm sẽ đi kéo. Bây giờ mang cái chỗ này về ăn đã, nó chết. Sau này Chặt cây là 3 người đúng một ngày. chặt cây 3 người đúng một ngày. Làm thì là làm cái vó này là 2 ngày, 3 người. Đó là vừa xong. Anh lên trước hay em lên trước nhỉ? Anh lên trước chứ nhỉ? Có cá mang về ăn thôi. Đấy, thoải mái. Thoải mái ăn. Đấy, vào cứ kéo nó sát sát vào nó không quen cho mình ấy. đúng rồi Đây. đấy Thế là tí là mình vào thì mình lạnh nó vào một tí xong. Không thì cứ vào thì nó khác này dâng lầu nó lên. Đấy. Nhưng Đó, mà dâng nhanh đầu thì dâng đậu nó nên là ra được. đấy. Ôi đi về đó, về làm đồ ăn. Ở nhà có một con lợn nướng, một con gà nướng, 3 con cá nướng. Ồ cá to ấy. Hôm nay ăn mệt nghỉ. Đó, chạy ra một tí rồi bắt đầu mới dùng đến cái máy lổ. Wow. Cái này nó không có cái gác nhỉ. Nó là hai cái gần gần nhau gác, là cái ván dài gác thì ngồi ấy. Sau đây anh sẽ làm vào 2 cái cho nó dài dài khoanh bên này. Rồi.
dễ ngồi. Lái kiểu này trồng chành hơn là lái máy nhỉ? Máy đúng nó rồi. chạy, nó chạy thì nó không bị trồng chành. Đúng rồi. Ông nào béo và trồng chành này ông ấy còn bị nộn xuống ấy. Thật đấy. Chạy rồi. Về. Về đây nha. Đấy. Chỗ kia là mai, sáng mai ra đánh. Lúc này quay ngược sáng nhìn không rõ, bây giờ nhìn rõ bóng biển. Rồi đến sáng mai. Thế là cá nó theo ánh sáng nó vào. Nó bơi vào nó cứ xoay tròn đấy thôi. Trăng sáng thì mình bằng 2 tuần thôi. Trăng sáng này không được anh. Này không được. Vì trăng nó sáng quá nó thấy cái bó của mình ấy. À. Thế là được mấy cá nào cá rô nhỏ thôi. À. 1-2 con cá rô thôi. Cá ba sảm không được. Không được. Tốt nhất là cứ mùa trăng là đến 25 25 ôm ấy. Ừ. Có độ thấp. Ừ. Thấp đến 7 8 là bắt đầu nhỉ. Thế là 1 tháng chỉ bắt được khoảng 1 nửa tháng thôi. 1 nửa tháng. Ví dụ thế 2 tuần ví dụ thế. À. Chỉ bắt được 1 tháng chỉ bắt được 2 tuần thôi bởi vì là tuần mà có trăng là không bắt được. Ờ đấy. À. Bắt đầu nghỉ. Trong tháng thì là không thì một tuần trong cái những cái bắt được 2 tuần nhiều nhiều xong là bắt đầu mình sấy. Những tuần sau mình sấy. Tất nhiên là ngày nào bắt thì phải sấy luôn ngày đấy rồi. Ờ. Vì nó chết hết rồi. Sợ nó chết. Bắt nó chết ngay. Đây có một cái vó ở chỗ này. Cái cũ này. Những cái vó này là 2 năm là bắt đầu hỏng hết rồi. Là mục. 2 năm một bó rồi. Nếu kiếm được có loại cây cứng cứng già già thì cũng được 3 năm. À. Đó mục mục cây trước là vó còn chưa mục đâu, là cây mục. Cái vó thì mình sử dụng bình thường thì cũng 5 năm. 5 năm một cái vó. Còn cây thì chỉ được 2 năm thôi. Nhưng mà phải chọn cây già này lâu hơn nhỉ? Thì cái vó này nó không bị mục cái gì đâu. Chẳng qua là mình đi chuyển lại là mắc cây nó cây kia nó vâng. Chết nó không phục được.